Xin chào mọi người, vậy là một Tết Trung Thu đã qua rồi. Để níu kéo dư vị của ngày Trung Thu, mình vừa nghĩ ra một ý tưởng, đó là cắm hoa trong hộp bánh Trung Thu. Nào, hãy cùng mình bắt đầu thôi. Đây là hộp bánh Trung Thu mình còn giữ lại, tất nhiên là đã hết bánh rồi. Mình chỉ giữ lại hộp vì thấy bao bì khá là xinh. Đây là hộp bánh Trung Thu đến từ nhà Kinh Đô, dòng trăng rằm, nắp hộp được thiết kế những hình chạm lưỡi cá chép. Không những vậy mà mặt trong của hộp cũng rất đẹp. Nhìn hình và tâm thư này mình cảm thấy rất là nhớ bánh Trung Thu mọi người ạ. Với khay bánh, mình sẽ cắt làm đôi. Sau đó mình sẽ đi một mềm ni lông để chống ẩm. Mình sẽ sử dụng 1/2 cục xốp để đặt vào chỗ trống. Chêm thêm những miếng xốp phù hợp vào khuôn. Cắt đi những phần ni lông thừa. Rồi mình đặt hộp lại vị trí như cũ. Mình sẽ sử dụng hoa bi để làm nền. Mình sẽ cắm từ trên xuống dưới, cho đều, khuôn hộp. Sẽ đi một tông các loại hoa màu hồng, gồm hoa ly kép, hoa cúc mẫu đơn, hoa hồng hồng, đồng tiền hồng. Và đây là thành quả. Chưa dừng lại ở đó, mình cũng sẽ cắm hoa trong túi đựng hộp bánh. Đầu tiên mình sẽ độ phần đáy bằng xốp khô, sau đó là một lớp giấy kiến chống nước. Tiếp đó mình sẽ đặt một cục xốp đã ngâm nước để cắm hoa. Khác với hồi nãy, mình sẽ chọn cắm hoa tông vàng cam. Mình sẽ cắm cúc mẫu đơn vàng, hoa hồng, lan phụ nữ. Vậy là mình đã xong. Và giờ mình sẽ trưng ra một túi giấy cắm hoa và một hộp bánh cắm hoa. Khi nhìn lại mình thấy cực kỳ có không khí mùa Trung Thu. Cùng mình nhìn lại dư âm ngày Trung Thu nhé. Thùng thình trong dân gian ngoài đình, có con sư tử vui mua quanh vòng quanh. Trung Thu liên hoan trăng sáng ngầm đường vàng, dưới ánh trăng vàng đã nêm cất tiếng hát vang. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong những clip về sau.